Xin chào anh Tuấn. Cái cảm giác đầu tiên khi tôi đến đây đó là một không gian rất là giản dị, nhưng trong đó thì có rất nhiều sản phẩm đa dạng mà có lẽ tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xem hết được. Vậy thì những yếu tố quan trọng để trở thành một cái người làm gốm giỏi đó là gì? Cái làm gốm này ấy, nếu mà nói để mà khéo tay thôi thì chưa đủ. Khéo tay nó chỉ là một góc độ rất là nhỏ trong cả một cái quá trình làm gốm. Nó phải đòi hỏi nhiều cái yếu tố khác nữa, tức là trong đó có cái tư duy, có cái cảm nhận và đôi khi là phải có những cái hiểu biết và cái nghệ thuật ở trong đó. Cái sáng tạo là làm gốm bất kể làm cái gì đấy thì bao giờ cái sáng tạo cũng là cái hàng đầu. Được biết rằng là anh cũng không sinh ra ở mảnh đất Bát Tràng, mà trước đây thì anh bắt đầu công việc của mình bằng một nghề vẽ bản đồ. Anh đã đến với nó như nào và tại sao anh lại rời bỏ nghề bản đồ đó để quyết định đi tìm một con đường sự nghiệp khác của mình? Trong cái bộ hồ sơ mà thi vào các cái trường cao đẳng đại học thì tự nhiên mình thấy có một cái chữ vẽ bản đồ, thì nghe đến chữ vẽ là thích rồi. Với cái đam mê của mình từ bé là thích vẽ, bản thân cái vẽ bản đồ đấy thì nó lại tự nhiên nó lại rèn cho mình một cái tính rất là tỉ mỉ và cẩn thận và kiên trì. Sau khi học một thời gian thì cái nó không phải là như cái mình thích vẽ theo cái thể tự do. Tôi lại thích vẽ và những cái tư duy, những cái cuộc sống, cái đời thường xung quanh ta mà mình cảm nhận được nó. Cái đấy nó đã rèn luyện cho mình được về sau này mình phát triển về cái nghề gốm sau này của mình. Sau đó thì anh đã xách ba lô đi từ miền Bắc vào Việt Nam rồi tiếp tục lại từ Nam ra Bắc, trải qua rất nhiều làng nghề như vậy. Và cuối cùng thì Bát Tràng lại là nơi giữ chân anh. Vậy thì lý do tại sao anh lại chọn Bát Tràng làm mảnh đất dừng lại để quyết định sự nghiệp của mình vậy? Đã nói đến cộng đồng người Việt mình thì phải nói đến làng nghề thôi. Rất muốn dừng chân ở một làng nghề nào đó, nhưng mà càng đi càng phát hiện ra nhiều cái. Mỗi một cái làng nghề nó mang được một cái đặc trưng riêng. Thực sự ra về cái Bát Tràng này thì nó cũng tình cờ thôi. Nghĩ hồi đấy là cũng về cũng nói là cũng chỉ kiếm ăn thôi. Trong cái quá trình vẽ thì mình cũng học hỏi được nhiều cái. Đã đến một cái làng nghề, bản thân cái Bát Tràng này thì nó là tiêu biểu cho một cái làng nghề. Về trình độ làm gốm, tôi phải dám khẳng định về trình độ làm gốm cũng tương đối là hoàn hảo so với các làng nghề khác. Chính vì thế mà tôi quyết định là phải Bát Tràng. Bắt đầu làm gốm thì những sản phẩm của gốm anh hoàn toàn không giống ai, và khi đó thì mọi người nghĩ như nào về những sản phẩm của anh? Nếu mà trong giới thì có người bảo phi truyền thống, không phải. Cái lịch sử, cái văn hóa thì ta phải tôn trọng. Thì từ cái truyền thống đấy ta đẩy lên. Cũng là cái xuất phát từ cái suy nghĩ của tại sao một cái chén như thế này cũng trên mảnh đất này, cái thời gian nó lại lùi lại khoảng 700 năm. Mà các cụ không được đào tạo qua một cái trường lớp nào, các cụ đã làm ra được một cái sản phẩm quá tuyệt vời này mà các cụ không được học hành gì. Mà đến bây giờ đến thế hệ con cháu, truyền lại con cháu mà suốt ngày mày mò làm giống. Một thời gian tôi nhận ra cái điều đó cũng chưa hẳn là nó đúng với lại cái trái tim, cái yêu thích của mình. Có lẽ rằng là bất cứ một người thợ nào đều muốn mình mang cái danh hiệu nghệ nhân. Và rõ ràng thì cái danh hiệu này cũng phản ánh một phần nào những công sức và khả năng của họ. Tuy nhiên thì đến giờ này anh vẫn chưa phải là một nghệ nhân. Vậy thì anh quan điểm rằng quan điểm sáng tác của mình và quan điểm nghệ nhân trong cái đời sống sáng tác của mình là như thế nào? Với tôi thì cái nghệ nhân không phải là cái mục tiêu quan trọng. Thực sự ra đến tận bây giờ tôi lại thích những cái mà mình tự do, mình làm những cái gì mình thích. Cái đấy mới là cái của mình. Mặc dù tôi chưa nghệ nhân nhưng mà ngay kể cả những người trong làng đến đây, người ta vẫn chỉ đến là ông nghệ nhân trên này. Thì cái đấy là cũng là một cái niềm hạnh phúc với mình. Vâng, nếu để tổng kết tất cả những cái gì anh trải qua về con đường sự nghiệp của mình và những gì anh đang đi thì có thể tổng kết trong một câu gói gọn là gì? Tôi thích nhất là cái từ yêu nghề, tất cả là phải yêu nghề. Và cái cốt lõi là phải mang được cái hồn Việt vào trong gốm, chứ không phải là hồn Tây. Là yêu nghề thì quyết định mọi việc của anh đã vượt qua những cái khó khăn và đạt những cái thành công nhất định bây giờ. Và chúc anh rằng là tình yêu với nghề của anh không bao giờ tắt. Và hy vọng rằng anh sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa và nhiều người sẽ đến mua những tác phẩm của anh để trang trí trong ngôi nhà của mình. Cảm ơn anh cho một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Cảm ơn anh rất là nhiều.